Đồ gỗ Phạm Gia xin kính chào quý khách. Chào mừng các bạn đã đến với kênh video giới thiệu sản phẩm của xưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia chúng tôi. Hôm nay xưởng chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng gần xa trên mọi miền Tổ quốc bộ bàn ghế phòng khách được làm từ gỗ hương ta, hay gọi là hương Việt đấy ạ. Đây là một bàn ghế phòng khách cực kỳ quý hiếm. Loại gỗ hương ta thì nổi tiếng từ xưa, gỗ có một mùi thơm rất là dễ chịu và giá trị của kinh tế của gỗ hương ta cực kỳ cao. Hàng này được tính gỗ thì thường mua được tính theo cân. Bây giờ giá dao động trên thị trường bây giờ khoảng 450 một kg gỗ hương ta. Đấy là đơn lép về gỗ hương ta. Quay trở lại với bộ bàn ghế phòng khách đặc biệt này được làm từ gỗ hương ta. Mình xin giới thiệu chi tiết đến các bạn ở gần, ở xa đang theo dõi kênh video của xưởng bộ bàn ghế phòng khách mẫu hồng chỉ đục hoa hồng và chim chỉ. Đây, trên cái trường ghế các bạn đã thấy đây này. Mẫu này tại sao gọi là mẫu hồng chỉ thì bởi vì là cái đây trường ghế đục là hoa hồng và chim chỉ. Đây là hàng này đục thủ công 100% này, mình đục bằng te hết nhá. Các bạn nào chơi đồ gỗ là nhìn qua là biết đâu là hàng đục te hoặc đục máy. Đấy. Đây, bộ hồng chỉ được làm từ gỗ hương ta. Bộ te cột 10 gồm 8 món. Hàng đặt của một anh ở trong khu làng nghề, anh tên là Khanh, anh Khanh ở thôn Châu Phong luôn, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Anh là người sinh ra và lớn lên ở trong làng nghề gần với xưởng nhà mình. Và anh có đến đặt với xưởng sản xuất cho một bộ gỗ hương ta. Mẫu là hồng chỉ để trong phòng khách cho gia đình. Đây là toàn bộ là đục bằng tay hết nha. Đây là mình giới thiệu chi tiết. Các bạn thấy là đây hàng đục tay, 100% là đục tay. Các bạn nhìn cái chi tiết đục tay nó khác với đục máy rất là nhiều. Nó rất là sắc nét. Và hàng này hoàn thiện đỉnh của đỉnh. Tại sao lại thế? Nếu các bạn nào có tìm hiểu về đồ gỗ, các bạn sẽ để ý nếu hàng hoàn thiện kỹ là hàng tất cả các khe kẽ này, từ khe nhỏ nhất sờ đều mát, đều mịn, nó giống như mặt phẳng ấy. Mặt trong này là cái nơi rất khó để làm sạch, làm mịn, nhưng xưởng vẫn làm được và nó mịn như mặt ngoài. Và nhà mình là sơn BU bóng mờ chống xước, và đây là sơn BU nhưng mà giữ trần vân gỗ nhá, giữ nguyên vân gỗ, vân gỗ tự nhiên như nào nhà mình để nguyên như vậy, không hề phủ màu. Đấy là cái sự khác biệt tại sao trong một cái làng nghề rất rất nhiều xưởng, nhiều đơn vị sản xuất, tại sao anh lại đến xưởng nhà mình để đặt hàng. Hôm tới mình sẽ quay một cái video bàn giao bộ bàn ghế phòng khách đặc biệt này tại nhà anh Khanh. Và các bạn sẽ thấy nhà anh là một nhà chuyên chơi về đồ gỗ, đồ cổ. Anh rất nhiều bàn ghế và nhiều đồ được làm từ gỗ hương đỏ Việt, cái hương ta ấy. Đấy, sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết về từng sản phẩm trong bộ bàn ghế đặc biệt này. Đấy, đây là chiếc ghế đơn. Các bạn nhìn ánh đèn, nhìn ánh rất là đẹp này. Đây là chiếc ghế đơn đục hoa hồng, hai bên đục hoa hồng, toàn bộ là đục te nhé. Các cái chi tiết này là đục te rất là sắc nét, các bạn tham khảo. Lụ hoa hồng này, hoa hồng này, thân cây cành này. Đấy, nhà mình làm cực kỳ cẩn thận. Đấy, từ những chi tiết, đây là những chi tiết nhỏ nhất, không phải là xưởng nào cũng có khả năng được làm được như này. Đây, các bạn nhìn ánh vân không? Vân nó rất là đẹp. Vách này là vách liền. Đây là vách liền khối đục thủ công. Vách dày 3,5 phân. Hàng rất là dày. Hàng đặc biệt hơn chính là cái te. Các bạn nhìn cái te cong này, nhà mình uốn rất là dẻo. Đấy. Các bạn nhìn đây là ánh đèn, không thấy một cái vết gợn nào luôn. Ánh đèn chiếu lên mặt gỗ này.
không một tí vết gợn nào cả, lì tít. Kể cả chi tiết nhỏ này, nếu các bạn có dịp đến xưởng xem, các bạn sẽ thấy là hàng của xưởng làm các cái chi tiết nhỏ này cũng làm rất là nhẵn nhụi, sờ còn mát thán luôn. Đấy, rất là trơn. Đây để các bạn tham khảo. Thế sản phẩm như này là rất chi là hiếm thấy ở khu vực Đồng Kỵ, các bạn cũng không thể nào thấy được những sản phẩm này. Ở Đồng Kỵ người ta còn phủ màu rất là nhiều, sơn nhiều màu lên để lấp lỗi. Còn xưởng nhà mình như là truyền thống từ xưa này là không dùng màu để trần vân gỗ. Vân gỗ tự nhiên như nào sẽ để như vậy. Nhìn nó mới gỗ nó mới thật, chơi đồ gỗ là phải để chơi vân. Nó thật. Nếu khi các bạn phủ màu vào rồi thì mất hết vân gỗ. Lúc đấy chỉ lấp được lỗi thôi. Gỗ xấu thì phải làm như vậy, còn gỗ đẹp người ta phải là chơi vân. Đây là cái ghế đơn, đây là ghế dài đây này. Ván liền này, toàn bộ là ván liền nhé. Đấy. À, ván liền này, đấy. Các bạn nhìn thấy cái yếm này là yếm liền. Ở đây là vân gỗ, hôm nay mình chỉ giới thiệu về vân gỗ để các bạn tham khảo thôi. Còn hàng này nhà mình cũng không sản xuất đại trà hay khổ được, mà sản xuất theo yêu cầu để làm một bộ bàn ghế như này. Xưởng nhà mình là mất 6 tháng mới làm ra, chọn được gỗ để ra làm được bộ bàn ghế như này. Nên là hàng này mình chỉ giới thiệu cho các bạn tham khảo về loại gỗ thôi. Mình không làm đại trà hàng này, nên là mong quý vị và các bạn thông cảm vì giá trị hàng này rất là cao. Tính theo cân, mua gỗ là tính theo cân. Đục thủ công này thì tốn rất nhiều công. Đấy. Vì sản phẩm này rất là đẹp nên mình muốn quay một cái video ngắn lại để giới thiệu cho các bạn. Nhiều bạn chưa biết về gỗ hương ta là như nào, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết để các bạn thấy gỗ hương ta, vân gỗ hương ta đẹp như nào. Đây là mặt bàn, các bạn nhìn đây là mặt bàn nhé, vân gỗ rất là đẹp. Đấy, đây là mặt bàn này. Đây là vân gỗ hương ta. Đây là mặt ghế, đây là những cái tấm ván mặt ghế. Đây là chương. Sờ mát mịn luôn, không có một tí gợn nào cả. Mịn như da em bé, còn trơn hơn cả da em bé luôn đấy. Các bạn thấy đấy. Đây là gỗ hương ta. Nếu các bạn là đi mua hàng hay là tham khảo hàng, các bạn muốn mua hàng kỹ thì các bạn cứ tìm những cái vết ngóc ngách như này, các bạn kiểm tra và các lép đục có sắc lép hay không. Đây ví dụ các lép đục như này, làm các cái thợ các cái chi tiết nhỏ này có sắc lép có sạch sẽ không, sạch ở đây có nghĩa là sạch sơ, không có sơ gỗ, và các cái lép này nó không bị tẹp mất lép. Đấy, thế là gọi là hàng kỹ. Còn nếu hàng rẻ thì là tiết kiệm các cái công nào như này thì sẽ giảm được chi phí rất là nhiều. Đây là cơ bản các cách nhận biết hàng kỹ. Còn các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn về hàng kỹ là như thế nào và cách nhận biết để chuyên sâu thì các bạn xem video sau. Xưởng nhà mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn cách phân biệt hàng kỹ và hàng chợ hay gọi là hàng tự do, hàng ẩu, làm nó sẽ nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn để các bạn có cái nhìn khách quan hơn về hàng đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp này. Sau đây mình xin kết thúc video giới thiệu về bộ hồng chĩ, hoa hồng chim chĩ được làm từ gỗ hương ta. Còn nếu các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cái loại dòng gỗ đặc biệt này thì vui lòng tham khảo trên website xưởngđồgỗgiagoc.com. Trên đấy nhà mình có những bài viết phân tích rất chi tiết về thế nào là gỗ hương ta và gỗ hương ta là gì, các loại gỗ hương, cách phân biệt các loại gỗ hương. Trên đấy nhà mình có giới thiệu rất là chi tiết để các bạn tham khảo. Sau đây mình xin kết thúc video này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của xưởng. Xin chào và hẹn gặp lại.